Văn Trường, đơn vị Hà Nội, trang phục đỏ. Các vận động viên Hà Quang Thẩm, đơn vị Vĩnh Phúc, trang phục xanh. Sau trận thi đấu này sẽ là trận chung kết hạng cân 53 kg giữa hai vận động viên Ngô Hữu Hòa, đơn vị Ninh Bình và vận động viên Lê Văn Huyên, đơn vị Quân đội Chuẩn bị.
Mời hai vận động viên đứng giúp thảo. Trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Nguyễn Văn Trường, đơn vị Hà Nội, trang phục đỏ thắng cuộc. Xin khán giả trong một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng vận động viên Nguyễn Văn Trường cùng đơn vị Hà Nội đã giành huy chương đồng ở hạng cân 70 kg.